Trời ơi, giọng cười của cô Hương rất là hú hồn luôn. Như hôm bữa ở xóm em có ông cụ đang bị hạ huyết áp, hấp hối rồi. Nhà cái bên Đại Đăng Ma nó mở tiếng cười của cô Hương lên. Ông cụ qua đời rồi. Thời gian bắt đầu. Xin trân trọng giới thiệu với mọi người, con là bé Kemper, nhưng mà mẹ còn muốn gọi con là bé Hi Hi cho cuộc đời vui vẻ. Dạ, bé Hi Hi chào cô Hương, chào chú Thành. Sao bé Hi Hi chào mà hai người không chào lại? Cô giáo con dạy là người lịch sự người ta chào mình phải chào lại. Bây giờ làm lại nha. Con chào hai người nói là chào bé Hi Hi nha. Bé Hi Hi chào cô Hương, bé Hi Hi chào chú Thành. Chào bé Hi Hi. Chú ơi, ban giám khảo mới cười Hi Hi kìa. Chúc mừng chị rất thông minh. Thông minh. Quá thông minh. Chiến thắng vòng 1. Em hại chị quá Thành ơi, thiệt bậy rồi. Bậy rồi, sai. Tôi đề phòng cô này nha. Cô Dương Đông kích Tây. Cô gạt người giữa mưa gió. Cô thương yêu bà mẹ trẻ con, cô quất tụi tôi luôn. Bởi vậy không có được yêu thương nữa. Nắm tay thật chặt. Nắm tay nhau thật sạch. Giữ tay nhau thật lâu. Nói với nhau một câu. Hứa với nhau sẽ không có cười. Năm ngoái chống đối rồi, năm nay không sợ không chống đối nữa hả? Cô ơi, chúng tôi có uống thuốc miễn dịch rồi. Rồi gồng, mời cô An. Và 60 giây bắt đầu. Các bạn ơi, các bạn có thấy cô Hương với chú Thành chúng ta đẹp không ạ? Dạ đẹp, xin vỗ tay ạ. Và các bạn có biết cô Hương với Thành ngoài cái đẹp ra còn cái gì đặc biệt nữa không ạ? Đó chính là cái giọng cười. Trời ơi, giọng cười của cô Hương rất là hú hồn luôn. Như hôm bữa ở xóm em có ông cụ đang bị hạ huyết áp, hấp hối rồi. Nhà cái bên Đại Đăng Ma nó mở tiếng cười của cô Hương lên. Ông cụ qua đời rồi. Ta nói ông cụ bị đứt mạch máu não. Chúc mừng bạn. Tôi bị hiệu ứng là tất cả mọi người đem nhục, làm nhục tôi. Chấp nhận. Nhưng hôm nay vì cái giọng cười của tôi mà người ta tắt thở luôn, trời ơi. Hôm nay không hại tôi mà hại bác. Trời ơi, con xin lỗi bác, không biết bác nào. Tôi cứ tưởng bạn đem tôi ra làm nhục, nhưng mà không. Vì cái sự hãnh diện của tôi mà làm gây hại tổn thương cho một người khác, lại một cách thông minh. Bạn lật như là lật một cái thế cờ. Bạn thông minh lắm, đúng là cô giáo. Mà bạn ơi, một phong cách thôi, đứng nói chuyện đỉnh đạt, nhẹ nhàng. Bạn á, giống như MC vậy đó, là bạn điều khiển chương trình. Đúng vậy. Chứ không phải là bạn là một cái người đến đây bạn thi hay gì đó. Bạn giữ cái mạch không khí. Bạn bắt nó di chuyển và chuyển động theo ý bạn mong muốn. Và nhịp độ bạn tốt. Quá tốt. Mời bạn đi vô vòng 3. Rồi, cô giáo An sẵn sàng đến với vòng 3. Thời gian 60 giây bắt đầu. Theo nguyên tắc công bằng á, thì nãy đã kể giọng cười của cô Việt Hương rồi. Bây giờ xin minh chứng cho giọng cười của chú Trấn Thành. Mọi người có biết là lý do tại sao năm nay mà mùa mưa tới trễ dữ vậy không? Hồi tháng 4, tháng 5 là trời đã chuyển mưa dông rất là lớn rồi đúng không? Mây đen kéo đến đùng đùng luôn rồi nè. Ông Thiên Long đứng trển rồi. Chú Trấn Thành đứng dưới này mà cao đen vậy đó, thêm cái khoác giống chú này, ngửa mặt lên trời cười cái. Ông Thiên Long ông tưởng đánh chết người, ông bỏ chạy. Tới bây giờ trời mới mưa đó. Mà mấy bạn đừng có khi dễ nha. Chú Trấn Thành với cô Việt Hương đẹp như vậy, vui như vậy, nhưng mà ký đầu đau lắm đó. Gì? Bạn nói gì? Mét cô giờ. Cô, bạn nói cô đứng tới cánh của bạn à, ký không tới đầu bạn kìa cô. Chúc mừng cô đã vượt qua vòng 3. Cái này vụ hay. Có nghĩa là bạn dụ, có nghĩa là tưởng không cười rồi, mọi người đang lo cho bạn, thấy không? Vậy bằng nay bạn chuyển qua chủ đề khác. Ê, ký đầu ký bạn đầu. Biết sao không? Mình tới đâu ký đầu có gì đâu vui. Cái của bạn á nó bị thông minh cho nên chúng tôi thấm. Và tôi tin chắc là tối đêm nay sau khi tôi về, tôi ngồi trên xe, tôi suy nghĩ, tôi sẽ cười nữa. Tôi nghĩ, không biết nàng đó bao nhiêu cao, mà đến tới cánh, sao mình ký. Em nó thấm, em ơi nó thấm. Tiếp đi. Dạ, em xin phép được mời giám khảo Trấn Thành lên đây trợ diễn giùm em được không? Được luôn. Trời đất ơi, em nè gồng nghe chưa? Yên tâm. Ta làm nhục tôi, cô ấy chảnh đi. Cô gan.
Biết mà. Rồi giọng cười của cô Hương rất là hú hồn luôn. Liệu cô giáo Thúy An có lặp lại kỳ tích giành giải thưởng cao nhất từ chương trình, hay giám khảo Trấn Thành và Việt Hương lại một lần nữa bị chinh phục bởi sự duyên dáng và thông minh của cô hay không? Hãy theo dõi sau ít phút nữa nhé. Mời giám khảo trợ diễn hiện tượng đầu tiên. 60 giây bắt đầu. Mấy bạn đừng có coi thường cô Hương nha. Hôm bữa có một thằng nó cao như chú Thành vậy nè, mà nó dám chọc cô Hương. Cô Hương ký đầu nó khóc quá trời luôn. Bạn hỏi làm sao hả? Thì cô Hương mang đôi giày cao gót kìa nè, cái cô lấy ghế nóc cô bắt lên vậy nè, cái cô leo lên cái ghế cao gót nè, cô ký đầu nó cái cốc kìa nè. Cuối cùng em ký được đầu chấm Thành rồi. Thiệt. Yeah. Mà bạn đừng có hiểu lầm cô Hương. Cô Hương không có ký mạnh vậy. Tại vì thằng đó nó thấy cô Hương của ký đầu nó xong vậy nè. Cái gót dài của cô bị lún xuống cái giọt, cái ghế, cái cụ quờ quờ của xuống đường. Nó cười quá trời, cô đất ngã nghiêng ngã ngửa, đầu đập vô cạnh bàn máu phọt ra, nó khóc. Nó khóc đi, thầy Thành quýnh quá, thầy Thành chạy qua dỗ. Nó trời, con ơi con ngoan, con đừng khóc nha. Thôi chú thương thương, chú hung hung con nha. Nhỏ nó xỉu luôn rồi. Dạ giờ chắc vô trong bệnh viện rồi mà vẫn còn đang mớ lên. Á chú Thành ơi đừng mà. Nó mặt nó ngu vậy nè. Hết rồi nha. Một cái ký nữa là tôi cười rồi. Hơi tiếc. Hơi tiếc. Tại vì bạn dụ được bạn giám khảo lên để bạn ký người ta hai cái, hiểu không? Rồi bạn nói cái gì đó ký được thêm một cái nữa là xong đời. Anh nghĩ là gì nè, cái đầu là ký đúng không, rồi cái thứ hai bạn làm cái gì đó, rồi tới một cái đoạn thứ ba bạn nghĩ ra một cái gì là mà mình phải thị phạm á, kiểu gì đó mà nó nặng nặng á, thì để bây giờ cô thị phạm cho các con coi. Cô giáo An ơi, chúng tôi cảm ơn cô, một cô giáo điềm tĩnh, cô y như đang đi dạy vậy. Cô đứng trên một bục giảng, cô không hình thể, cô không tay chân, và mẹ con vẫn ổn định ha. Mẹ diễn đi tới vòng thứ tư luôn, vậy mà không có làm mệt con gì hết trơn á, quan trọng lắm ha. Cảm ơn cô đã từ Vĩnh Long lên đây sau khi gặp lại gala thách thức danh hài này. Chúng tôi lại cảm ơn cô cực kỳ duyên dáng, và tôi yêu cô, tôi mong là cô mãi là một cái cô giáo vui như vậy, thông minh như vậy. Và nếu năm sau mẹ tròn con vuông rồi, mùa ba mà có hai đứa tôi sẽ lén lén mời cô và cháu luôn nữa. Cháu hi hi hồi nãy gạt tôi cười đó, tham gia trong chương trình này. Không biết nói gì hơn, hai đứa chúng tôi sẽ gửi cho cô 5 triệu. Cô ơi, và biết đâu đây là một cái kỷ niệm. Không chừng mai mốt cái cô xin cháu ra, cô đặt cháu tới nhà tên Hi Hi thiệt. Đúng không? Đó là một cái kỷ niệm với chương trình, và đó là kỷ niệm của cuộc đời mình. Một giáo viên đối với một cuộc thi hài lớn.